Xin chào tất cả anh em, và mẫu súp điện được ở DBA Stick KS312SA đã lên đường để phục vụ anh em đây rồi. Hôm nay em sẽ làm một video để test hàng gửi cho bác Minh đến từ Nam Định nhé. Và cũng như anh em có thể theo dõi được cái video ngày hôm nay để lại cho em những gì các bác anh em muốn biết về dòng sản phẩm mẫu súp điện DBA Stick KS312 này bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương đang bán. Và đây là mặt hình thức cho bác Minh đến từ Nam Định với mẫu súp bát 30 phòng hát gia đình. Thì em nghĩ là một con bát 30 súp điện như thế này vừa tiết kiệm cái không gian diện tích, và thứ hai nữa chơi lại rất ổn định với DBA Stick này. Về mặt hình thức thì mẫu súp điện DBA Stick KS312 sẽ có tông màu trầm gỗ và có vân gỗ rất mịn cho các bác nhá. Đây các bác nhìn cái vân gỗ này, và bên trên thì quá đẹp rồi. Với cái tông màu này em thấy là các bác và anh em rất thích, bởi vì nó vừa hợp phong thủy với khuôn viên phòng hát gia đình. Và thứ hai nữa là mẫu súp điện bát 30 thì sẽ tiết kiệm tối đa nhất cái diện tích cho anh em để những trang bị khác, và chỉ cần chơi một con bát 30 như thế này thôi cũng sẽ đảm bảo cho anh em với cái nhu cầu thỏa mãn đam mê ca hát rồi. Ok, và phần e căng của DBA Stick KS312 thì cực kỳ là chắc chắn, em cũng đã có video em báo với anh em rồi, cái phần e căng này rất là khó mở ra, nhưng sẽ đảm bảo người chúng bác anh em chơi lâu dài và bền bỉ nhất, bởi vì cái e căng này nó cực kỳ là chắc và nó thẳng như thế này, nó phẳng lì này các bác này, thấy chưa? Đấy, tránh bụi nhá, và giải bát của nó thì quá ok rồi. Với DBA Stick có logo thêm thương hiệu này, ngoài ra thì có mã QR cho bác Minh có thể về check để kiểm tra hàng chính hãng. Nhưng mà đã là hàng chính hãng thì bên Tùng Audio Hải Dương thì luôn luôn cam kết và đảm bảo cho anh em. Mặt sau thì sẽ có thanh tản nhiệt đầu tiên là phải nói đến này, và tiếp theo nữa là đường kết nối dây tín hiệu. Ở đây em sẽ ghép nối với vang, và tí nữa thì em cùng với các bác sẽ trải nghiệm âm thanh. Có cắt tần số, có volume to nhỏ, có chuyển đổi pha đấy. Dây cắm nguồn ở phía mặt sau và nút công tắc nguồn cũng ở phía mặt sau luôn. Lỗ thông hơi thì cũng sẽ đặt ở mặt sau. Thì em cũng đã lưu ý cho anh em rồi, nếu anh em sử dụng lỗ súp điện mà có lỗ thông hơi, hay là tất cả dòng súp khác mà có lỗ thông hơi mặt sau, thì anh em hãy để cách khoảng tường đâu đó khoảng 15 cho đến 20 phân để nó ra được cái tiếng nó khỏe nhất và mạnh nhất. Với DBA Stick thì hiện tại đang có giá cực kỳ tốt cho anh em. Nếu như các bác anh em nào muốn mua thì ngay bây giờ nhấc máy lên và gọi cho số điện thoại 0979629336 nhé, để được nghe Tùng tư vấn cũng như là hưởng mức giá ưu đãi nhất của bộ sản phẩm súp điện chính hãng DBA Stick KS312SA. Ok, và ngay bây giờ cùng với em Tùng cũng như bác mình trải nghiệm chất lượng âm thanh của mẫu súp điện bát 30 này. Ở đây ghép nối với vang. Còn nếu như các anh em nào đang sử dụng pin có thể ghép nối cũng được. Đấy. Và bây giờ thì trước tiên thì em sẽ cho các bác và anh em nghe thử chất âm thô của mẫu súp điện, và sau đó là em cho các bác và anh em nghe đi kèm với cặp loa full bên cả cùng audio về để anh em có thể trải nghiệm thanh. Bây giờ các bác mình hãy sử dụng tai nghe nhé, trải nghiệm thanh tốt nhất với cái bộ sản phẩm được mang lại cho các bác. Tiếng chất âm thu của mẫu súp điện DBA Stick KS312SA mang lại cho chúng ta. Và bây giờ thì cùng với em Tùng thử ghép đối với một cặp loa full để xem cả tiếng của loa full, tiếng bass nó hòa quyện với nhau như thế nào, để làm sao cho một phòng hát gia đình chúng ta có một cái chất lượng âm thanh số khỏe nhất, mạnh nhất và uy lực nhất nhé. Ở đây em sẽ sử dụng là cặp loa bass 30 bên Tùng Audio, cặp loa DK.
Đấy, và em xin phép các bác và anh em sẽ một chút trước khi có bác và anh em nghe. Chiếc âm của DB Acoustic KS312SA này rồi, cũng như bác Minh nếu như xem video này của bên em thì hãy để lại cho Tùng Audio nút like, nút đăng ký kênh nhá. Và chắc chắn rồi, với DB Acoustic KS312SA sẽ cho ra một tiếng cực kỳ lực các bác. Anh em nghe thử thì đã biết, chỉ còn xúc điện bát 30 này thôi, em nghĩ là chơi phòng hát gia đình đã đủ để cho anh em có cái cảm giác là tiếng chiếc âm thanh rất sống động rồi, tiếng bát nó ra rất là lực. Đấy, mặc dù nó đã xuất điện bát 30 thôi, nhưng mà em nghĩ là chỉ cần một con DB Acoustic này đảm bảo cho anh em chơi phòng hát gia đình một cách thoải mái nhất, tự tin nhất với DB Acoustic nha. Và nếu như anh em nào cần mẫu xuất điện bát 30 này thì luôn luôn bên Tùng Audio sẵn hàng cho tất cả anh em khắp mọi miền Tổ quốc, và có chế độ bảo hành của hãng lên tới 12 tháng là 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng cho anh em. Gọi điện trực tiếp qua cửa hàng Tùng Audio để đặt hàng nhé. Video của em xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào.